Chào mừng các con đến với khóa học Tiếng Anh lớp 5, bộ sách Family and Friends trên trang web olm.vn. Unit 3. Could you give me a melon please? Để bắt đầu bài học ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với một hoạt động khởi động. Các con hãy giúp bạn chim cánh cụt đếm các loại đồ ăn trên bàn. How many melons are there? There's one melon. How many apples are there? There are three apples. How many cucumbers are there? There are two cucumbers. How much water is there? Có phải là con đang băn khoăn bởi vì không biết phải đếm nước như thế nào đúng không? Qua hoạt động vừa rồi, ta thấy được là có những thứ ta có thể đếm được bằng số đếm. 1 2 3 rất dễ dàng. Nhưng cũng có những sự vật mà ta không đếm được với các số đếm như là nước, gạo, các loại đồ uống, thịt. Vậy chúng ta cùng chuyển sang phần tiếp theo để khám phá nội dung này nhé. Phần 2: Countable and Uncountable Nouns. Danh từ đếm được, countable và danh từ không đếm được, uncountable. danh từ đếm được countable nouns. Cô viết chữ cái n thay cho từ nouns. Là những danh từ mà chúng ta có thể đếm được bằng số đếm 1 2 3 4 vân vân. Trong ví dụ vừa rồi, ta có melon là một danh từ đếm được vì con có thể đếm one melon, một quả dưa, two melons, hai quả dưa tương tự ta cũng đếm được 3 four, five melons. còn danh từ không đếm được là những danh từ chỉ sự vật mà ta không thể đếm được bằng các số đếm. ví dụ chúng ta không thể đếm one water một nước hay hai nước two waters. bây giờ cô có các danh từ sau đây, con hãy xếp chúng vào các nhóm đếm được và không đếm được. Các con đã làm rất tốt. Chúng ta có thể đếm được một cái nấm, hai cái nấm, vậy danh từ mushroom là danh từ đếm được. Đa số danh từ chỉ các loại trái cây thì là danh từ đếm được, ví dụ orange, cucumber, apple, melon, vân vân. Đa số danh từ chỉ các loại đồ uống, nước uống thì là danh từ không đếm được ta có soda lemonade đa số danh từ chỉ các loại thịt thì sẽ không đếm được như meat ngoài ra chúng ta còn có các loại thịt như chicken fish trong trường hợp danh từ chicken và fish chỉ loại thịt thì chúng không đếm được với danh từ đếm được Ta lại có thể chia ra thành danh từ đếm được số ít (singular) chỉ một vật một người và danh từ đếm được số nhiều (plural) chỉ từ hai người hoặc hai vật trở lên. Để thể hiện danh từ số nhiều, ta thêm s sau danh từ. Ví dụ, cô có one apple, one melon. Khi ở dạng số nhiều, ta sẽ thêm s sau hai danh từ này. Ta có two apples, three melons. Thay vì số đếm one, cô còn có thể sử dụng ơ hoặc ân như sau. Cô nói an apple thì cũng tương đương với one apple. Hoặc cô nói a melon cũng bằng với one melon. Vậy thì khi nào chúng ta dùng ân, khi nào chúng ta dùng ơ các con nhỉ? Chính xác. Đây là kiến thức mà con đã học ở các lớp dưới. Thông thường ta sử dụng ân trước danh từ đếm được số ít bắt đầu bằng các chữ cái U, E, O, A hoặc I. Chúng ta thường hay ghép lại thành từ Uể, Uải để cho dễ nhớ. Còn ta sử dụng ơ trước danh từ bắt đầu bằng các chữ cái còn lại. Trong ví dụ này, danh từ Apple là danh từ đếm được số ít bắt đầu bằng chữ cái A, nên ta sử dụng an. Con melon bắt đầu bằng chữ cái M, nên chúng ta sử dụng ơ. Với danh từ đếm được số nhiều, khi không muốn nói đến số lượng cụ thể, cô có thể sử dụng some, vài. Ví dụ, some apples, vài quả táo. Some melons, vài quả dưa. Như vậy chúng ta có thể sử dụng sum thay cho các số đếm 3, 4, 5, vân vân khi không muốn nói đến số lượng cụ thể. Với danh từ không đếm được, uncountable. Vì không đếm được bằng số đếm nên ta sẽ không có dạng số nhiều. Ta sẽ không có waters hay là sodas. Để chỉ lượng của các danh từ không đếm được, ta cũng có thể sử dụng some. Ví dụ câu nói some water, một chút nước. Some iced tea, một chút trà đá. Như vậy thì con vừa nắm được cách sử dụng ơ ân trước danh từ đếm được số ít, sử dụng some trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được. Bây giờ con hãy hoàn thành bài tập sau đây để củng cố kiến thức vừa học. Với dạng bài tập này chúng ta cần chú ý đến danh từ phía sau đúng không nào? Trong câu số 1, danh từ onion, củ hành là danh từ đếm được số ít, bắt đầu bằng chữ cái o, vậy nên ta cần sử dụng an. Câu số 2, danh từ meat, thịt là danh từ không đếm được, nên ta chỉ có thể sử dụng some. Trong câu số 3, danh từ mushrooms là danh từ đếm được số nhiều. Vì ta thấy s ở sau danh từ, suy ra ta cần sử dụng some. Trong câu số 4, chúng ta có banana, quả chuối là danh từ đếm được số ít. Danh từ này bắt đầu bằng chữ cái b nên ta cần sử dụng a. Trong các câu ở bài tập này, con để ý sẽ thấy cô đang sử dụng một cấu trúc lặp đi lặp lại, đó là cấu trúc could I have please? Đây chính là cấu trúc đưa ra yêu cầu một cách lịch sự mà chúng ta sẽ học trong phần số 3. Để đưa ra yêu cầu giúp đỡ hay yêu cầu ai đó lấy cho mình thứ gì một cách lịch sự, con sử dụng cấu trúc could please. Ví dụ. Could you help me please? Bạn có thể giúp tôi được không? Could I have some soda please? Tôi có thể xin một ít soda được không? Could we have a melon, please? Chúng tôi có thể lấy một quả dưa được không? Để thể hiện sự đồng ý với những yêu cầu này, con có thể đáp lại. Sure. Hoặc là. Of course. Nếu không đồng ý với yêu cầu, ta sẽ trả lời. No, sorry. Cô nhắc lại để đưa ra yêu cầu một cách lịch sự ta sử dụng cấu trúc could please để trả lời con có thể sử dụng sure of course để đồng ý với yêu cầu trong trường hợp con không đồng ý con trả lời no sorry bây giờ con hãy ôn tập lại cấu trúc này với bài tập sau đây con hãy sắp xếp các từ đã cho để tạo thành các câu yêu cầu lịch sự Đáp án của chúng mình là. Could I have some meat please? Có thể cho tôi một chút thịt được không? Could I have an apple please? Tôi có thể lấy một quả táo được không? Vậy là trong bài học này, chúng mình đã cùng nhau phân biệt được các danh từ đếm được countable và danh từ không đếm được uncountable. Sử dụng được các từ ơ, ân và Xăm trước các danh từ. Sử dụng được cấu trúc đưa ra yêu cầu lịch sự với could. Các con hãy truy cập olm.vn để củng cố kiến thức với các bài luyện tập nhé. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Chào các con và hẹn gặp lại các con trong những bài học tiếp theo trên olm.vn.